Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này thảm rồi. Ta nói với cô một tin vui. Ta cùng đường rồi. Ta đã nói với ngươi rồi, dù có đuổi tới chân trời góc bể ta cũng sẽ đuổi theo ngươi. Cô đuổi tới đuổi lui vậy vui lắm hả? Hả? Lần này chắc cô vui rồi. Ta hết đường chạy rồi. Nè, bây giờ cô muốn làm sao đây, nói đi. Ta muốn lấy mạng của ngươi. Ê, đi. Ôi trời. Trời ơi, cô muốn làm gì vậy cô nương? Cô thích ta tới mức muốn trói ta lại luôn sao? Ngươi. À, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Tạm biệt nha. Cứu ta. Ta không có biết bơi. Bớt giỡn đi, tưởng lừa được ta sao? Hả? Shit. Không phải giỡn rồi. Trời đất ơi, bây giờ phải làm sao đây? À, có rồi. Ê, là kẻ đâu? Cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Giang hồ đồn đại có một quái hiệp cưỡi ngược lừa gỗ, đầu đội nón vỏ dưa, tay cầm một tẩu thuốc, đeo ngược thắt lưng. Không lẽ ngươi chính là Âu Dương Đức sao? Không dám, không dám. Huynh còn biết tên của ta nữa. Tại hạ chính là Âu Dương Đức. Lần trước tại hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã có phần đắc tội Âu Dương đại hiệp rồi. Thất kính. Không cần phải lễ nghi như vậy. Huynh uống nước ở đây. Vậy con Huynh đâu? Ta đã giấu nó vào trong hang động rồi, sau đó ra tìm nước uống. Cũng muốn... Huynh muốn tìm gì đó ăn đúng không? Đây là cháo nè, mang cho con Huynh ăn đi. Âu Dương tiên sinh, xin đa tạ. Có biết sao ta lại cứu Huynh không? Ta nghe một bằng hữu nói là Huynh đang bị truy sát. Tại sao những giả lại truy sát Huynh vậy? Ta không biết. Vào một buổi tối mấy hôm trước, khi ta đang ở trong quán trọ, thì có một đám áo đen bao vây ta. Tiếp theo đó thì đã luôn truy sát tới bây giờ. Ta thật sự không hiểu tại sao nữa. Ta thấy Huynh mang theo một đứa con. Lẽ nào Huynh chính là Đới Tử Lan mà giang hồ gọi sao? Người giang hồ gọi ta là Đới Tử Lan. Vậy tên thật của Huynh là gì? Tại hạ họ Thu, tên chỉ có một chữ Quan. Thu Quan.
Ta nghe nói huynh với Phúc Quận Dương có mối thù. Tại sao lại như vậy? Mối thù với Phúc Quận Dương? Năm đó ta đã lên đường học nghề. Thật không ngờ. Được à, dạ đấy. Mời mồ hôi. Dạ. Trời ơi, nhanh lên đi. Tôi lấy cái này nè. Quạt đây, quạt đây. Mày vô mua cá đi. Ôi trời. Ôi, dây mặt lại đi, nói được kìa. Rau củ tươi đây, trái cây tươi đây. Xanh đi. Rau củ tươi đây. Tiểu cô nương, sao mà xinh đẹp dữ vậy ta? Ta ở trong thành này đã lâu rồi, sao chưa từng thấy cô nương vậy? Ngươi là ai chứ? Hả? Ê. Nói cô nương ấy biết đi. To gan. Cả công tử của Trúc Quận Dương thuận bối lạc mà cô cũng không biết sao? Nhìn thấy rồi không bao hành lễ đi. Kẻ phải hành lễ là đám nô tài các ngươi thôi. Ta đây chỉ là bá tánh bình thường, hành lễ cái gì? Nè. Hả? Thật không ngờ tiểu nương tử tính cách cũng mạnh mẽ thật đó. Nhưng mà càng mạnh mẽ thì ta lại càng thích. Xin người tôn trọng một chút. Ta là người đã có chồng, người lại ngang nhiên trêu ghẹo ta giữa đường, không sợ làm hỏng thanh danh bối lạc của mình sao? Ta lại càng thích những người đã có chồng rồi. Nè, nhìn cái gì bà Danh? Nhìn cái gì? Đi đi, nhìn nữa là ăn đòn đó. Thôi đi thôi, đi chung cát đi. Là rảnh quá đây. Thiệt là. Dạ, là như vậy được không? Rất là đẹp. Ta thấy rất thích nữ nhân này. Mau đi điều tra đi, xem thử nhà của cô ấy ở đâu. Các ngươi, các ngươi tự tiện xông vào nhà người khác. Trong mắt của các ngươi có còn dương pháp hay không? Dương pháp hả? Ta chính là dương pháp. Ở đây do A Mã ta là Phúc Quận Dương quản. Dương pháp ở đây chính là dương pháp của A Mã ta. Dương pháp của A Mã ta chính là ta muốn làm cái gì thì ta làm cái đó. Tiểu nương tử à, ngày hôm nay ta đã hạ quyết tâm rõ ràng rồi mà. Ta đã chấm cô rồi. Bây giờ cô hãy ngoan ngoãn đi theo ta đi. Còn không thì... Còn không thì sao chứ? Còn không thì ta sẽ lại chỗ này luôn. Ta sẽ ở đây không về nữa. Vô linh sĩ. Cô dám đánh ta sao? Thì ra là có con rồi. Vậy thì ta sẽ bắt con của cô trước. Ngươi định làm gì chứ? Ngươi muốn làm gì? Không được cướp con của ta đi. Ta muốn cướp con của cô thì sao hả? Tránh ra đi. Tránh ra. Người đâu? Mà bắt cô ta lại đi. Đuổi theo. Mau. Nhanh. Các người còn nghĩ đã làm gì? Ôi trời, nè trời. Ai kêu ngươi giết cô ta vậy? Ai kêu ngươi làm vậy? Phải đó, ai kêu các ngươi giết người? Tôi cũng không phải cố ý. Tất cả các ngươi đều là phế vật. Hả? Lỡ giết người rồi thì chạy mau, nhanh lên, chạy mau. Chết các ngươi. Chỉ là một nữ nhân thôi cũng cần giết nhiều người vậy không? Đi mau, chạy mau. Thiệt là. Chạy mau. Tiểu Sảnh. Dạ, mẹ, con đã về rồi. Mẹ.
Cha. Tiểu Sảnh à. Tôi không. Hả? Tiểu Sảnh, ai đã giết cha ta? Ai đã giết mẹ ta? Là ai hả? Lượng. Mẹ yên tâm đi, Lượng Lượng không sao. Tiểu Sảnh à, nàng cố gắng lên, ta sẽ đưa nàng tới chỗ đại phu. Đi. Thật mới lòng. Tiểu Sảnh. Phúc Quần Dương Phụ. Cứu ta với! Côn đồ to gan, lại dám hành thích trong quận Dương phủ ta. Ngươi đã giết cả nhà Thu Quan ta, ta phải báo thù. Giết cả nhà ngươi sao? Hắn. Người đâu? Đó, bắt hắn cho ta. Nam tử hán đại trượng phu không dễ dàng rơi lệ, cố gắng kiên cường ha Thu Quan. Nhưng mà huynh chỉ là một thường dân, sao đấu lại với quận vương? Bây giờ khắp phố đều là cáo thị của huynh đó, tróc nã đới tử lan. Huynh dự định phải làm sao đây? Làm sao hả? Còn biết làm sao nữa? Hay là huynh đi cáo quan đi. Cáo quan? Có câu nói quan bao che nhau. Ta chỉ là thường dân, có thể kiện được Phúc Quần Dương sao? Câu đó sai rồi. Tuy rằng quan lại bao che cho nhau, nhưng cũng có quan tốt mà. Khó lắm. Tống triều thì có bao thanh thiên, không lẽ triều thanh chúng ta cũng có một thanh thiên sao? Có thanh thiên hay không thì ta không biết, nhưng mà ta khuyên huynh nên đi tới huyện Tam Hà để cáo trạng Phúc Quận Dương đi, coi thử xem huyện lệnh mới vừa nhậm chức đó sẽ làm sao. Huyện Tam Hà? Huyện lệnh mới nhậm chức ở huyện Tam Hà, họ Bành, tên Bằng, tự Hữu Nhân. Bành Bằng, Bành Đại Nhân. Bành Bằng. Ừ.
sáng treo cao. Quy du. Đại nhân. Dẫn người đánh trống. Dẫn người đánh trống. Quy du. Người đang quỳ dưới công đường, tên họ là gì, có quan khuất gì, mau nói ra hết đi. Thảo Dân, họ Thu tên Quan. Cả nhà của Tiểu Dân đã bị thảm sát, vô cùng quan khuất. Biết được hôm nay đại nhân vừa mới nhậm chức nên viết trạng thư để tới cáo trạng. Người cáo trạng Phúc Quận Dương à? Đúng vậy. Hả? Là ngươi? Đúng vậy, là ta. Không phải ngươi muốn giết ta trong ngôi nhà quan đó sao? Thì ra các ngươi là cùng một bọn. Đại nhân, bắt được hung thủ rồi. Trên công đường mà dám hỗn xược, muốn ăn đầu sao? Dừng tay. Đại nhân, hắn là kẻ muốn giết người trong ngôi nhà tranh đó. Mạnh Hưng, hôm nay ăn tới là để cáo trạng, không được vô lễ. Lui xuống. Dạ. Thu quan, ở trong căn nhà tranh đó, tại sao ngươi lại muốn hại bốn quan? Hôm nay cho bốn quan câu trả lời đi. Ta với ngươi không có gì nói hết. Tên cổ quan nhà ngươi thì ra là người của Phúc Quận Dương. Ta đã nói rồi mà, kiện cái gì mà kiện chứ. Thiên hạ đầy quan bao che nhau, triều Thanh không giống như Tống triều, làm sao mà kiện được chứ. Đại nhân. Giang bộ đầu. Có. Nhốt Thu quan này giao trong đại lao. Dạ. Nhớ kỹ, không được phép mặt đại hắn. Dạ. Đi thôi. Mãi đường.